Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và người đứng đầu là bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm trong vụ án này, Trương Huệ Vân, 36 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử với cáo buộc đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong việc chiếm đoạt tiền của SCB gây thiệt hại gần 1.100 tỷ đồng. Bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Trương Huệ Vân Khai, sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đăng ký thường trú ở đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và ở đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Chức vụ trước thời điểm bị bắt là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chủ tịch phiên tòa nhắc thêm, bị cáo Trương Huệ Vân còn là tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor. Bị cáo Vân xác nhận, dạ có ạ. Bị cáo Trương Huệ Vân có chồng và hai con sinh đôi, sinh năm 2016. Bị cáo Vân chưa có tiền án tiền sự, bị bắt tạm giam vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Chủ tọa phiên tòa hỏi là ngày mùng 7 hay ngày mùng 8 tháng 10? Bị cáo Vân nói là ngày mùng 7. Chủ tọa phiên tòa đề nghị viện kiểm sát nhân dân kiểm tra lại ngày bắt tạm giam đối với bị cáo Trương Huệ Vân. Bị cáo Trương Huệ Vân xác nhận đã nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử vào hai tuần trước. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, Huệ Vân có ảnh hưởng rất lớn trong tập đoàn này. Với mối quan hệ ruột thịt, cô được bà Lan tin tưởng giao quản lý điều hành nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Công ty Cổ phần Sài Gòn Gareria và Eurasia Concept không chỉ là cô ruột bà trương mỹ lan còn nhận vân là con được bà lan cho đứng tên cổ phần ở scb song vân cho biết trong thời gian này không tham dự họp đại hội đồng cổ đông mà theo chỉ đạo của cô ruột luôn có nhân viên đưa giấy tờ ủy quyền cho người khác đi họp để ký những vấn đề đại hội đồng cổ đông hội đồng quản trị nêu ra là đều có chỉ đạo từ bà lan nên khi nhân viên mang giấy tờ qua vân đều ký không thắc mắc trong vụ án này, bị cáo Trương Huệ Vân bị truy tố với tội tham ô tài sản theo khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trương Huệ Vân đã thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, đồng thời lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma, 4 công ty có hoạt động thật để tạo lập 155 tài khoản vay ngân hàng SCB giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Liên quan đến vụ đại án Vạn Thịnh Phát, theo đại diện lãnh đạo tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ án này có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung điều tra, truy tố, xét xử 86 bị cáo về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Giai đoạn 2, điều tra, truy tố, xét xử các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 là xét xử giai đoạn 1 của vụ án. Giai đoạn 1 sẽ tập trung điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo về các tội danh trên để thu hồi tài sản và làm tiền để giải quyết cho giai đoạn 2. Tại giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã thu giữ kê biên phong tỏa hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ, 1237 bất động sản của Trương Mỹ Lan, 61 bất động sản của các bị cáo, 8 bất động sản của doanh nghiệp khác có liên quan, hàng triệu cổ phần tại SCB. Ngoài ra còn thu giữ một du thuyền, 9 ô tô, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều giấy đỏ hợp đồng cho thuê. Hiện cơ quan điều tra đã bàn giao hết số lượng tài sản trên cho cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo cho công tác thi hành án về sau. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đối với hành vi rửa tiền, thiếu tướng Thành cho biết, pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem về đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài. Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, lãnh đạo cục C03 cho biết, cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua trái chủ nhằm huy động tiền rồi chiếm đoạt trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các tỉnh thành phố tiếp nhận thông tin của những người bị hại từ đó đề nghị người bị hại trong vụ án khẩn trương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh thành phố nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp lúc 8 giờ 30 sáng nay, mùng 5 tháng 3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan được khai mạc. Thẩm phán Phạm Lương Toản, tránh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa phiên tòa đang đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Hội đồng xét xử, ngoài ông Phạm Lương Toản, còn có thẩm phán Lê Công Huân và ba hội thẩm nhân dân. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 29 tháng 4. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố. Có 200 luật sư bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại. Hội đồng xét xử cũng triệu tập hơn 2.400 người liên quan, gồm nhóm người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB, 316 người, nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay và đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB để thực hiện việc nộp, rút tiền, 1.153 người. Nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB, 692 người. Nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước, 42 người, và nhóm người liên quan khác, 201 người. Hội đồng xét xử cũng quyết định triệu tập một số người phiên dịch do bị cáo Chu Nắp Ken Eric, chồng bà Trương Mỹ Lan, có quốc tịch Trung Quốc, bị hại trong vụ án là SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong đó, bà Lan là bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Cao Chí cùng là bị cáo với hành vi chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng. Năm luật sư gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Tại phần thủ tục, thư ký báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người được tòa án triệu tập theo thư ký có 79 trên 86 bị cáo có mặt, hai bị hại có mặt. Sau khi nghe thư ký báo cáo về sự vắng mặt có mặt, chủ tọa hỏi bị cáo Lan về sức khỏe và nhắc vì phiên tòa kéo dài nên bị cáo Lan chú ý giữ gìn sức khỏe. Bị cáo Lan trả lời hiện tại sức khỏe mình tốt, tinh thần ổn định. Khai báo tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bị bắt giữ vào khoảng 20 giờ 30 ngày 6 tháng 10 năm 2022 khi đang ngoài đường. Trước ngày hầu tòa 2 tuần, bị cáo đã được tống đạt bản cáo trạng truy tố của viện kiểm sát. Tại tòa, người phiên dịch dịch quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Lan nghe. Tuy nhiên, bị cáo cơ cho rằng chưa nghe rõ về phần tội bị truy tố. Chủ tọa đề nghị phiên dịch dịch lại phần tội mà bị cáo cơ bị truy tố. Sau khi phiên dịch dịch lại, bị cáo cơ đã nghe rõ. Sau đó, khi được chủ tọa hỏi về sức khỏe hiện tại, bị cáo Chu Lập Cơ nói sức khỏe ổn.